đẹp quá. Lễ thắp sáng 7 đô sẽ là kết thúc ở đây, là cái vị trí chụp hình lưu niệm đó mọi người. Chúng kiếm cây về gắm mạch bình an con. Trần gian sáng ngò hào quang xuống. Sót cây á, đẹp chứ. Mọi người đưa hoa sen về để cắm mình đẹp. Đây là cái những đóa hoa sen phía trước đó mọi người.